Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là kết quả bốc thăm Cúp C1 vòng 18 thì lại bị à, hủy bỏ các bạn. Đây có thể nói là cái trò cười của UEFA một cái lễ bốc thăm, một cái sự kiện trọng đại như vậy mà tổ chức không khác gì ao là thì tại sao, nguyên nhân, vì sao mà lại có cái sự hủy bỏ này thì đây là cái bức ảnh này mình sẽ đưa ra nhé các bạn nhé đấy thì có một số cái lỗi mà các đội yêu cầu phải bốc thăm lại và đây là cái lỗi nặng nhất này thì khi mà bốc thăm đến cái vị trí của câu lạc bộ Atlético Madrid thì Atlético Madrid của Tây Ban Nha đang đứng tại vị trí uh, xếp hạng uh, thứ nhì bảng sẽ gặp các đội đầu bảng. Đó thì là ở đây các bạn thể thấy rằng cái vị trí của Manchester United nó lại đánh dấu ô vuông màu đỏ, tức là ở đây là sẽ không được gặp Manchester. Mặc dù là Manchester và Atlético Madrid là hoàn toàn có thể gặp nhau bởi vì là không cùng bảng cũng không cùng quốc gia không cùng nhóm nó trong khi đó thì uh, Liverpool là đội cùng với bà cùng bảng với Atletico tại vòng bảng thì lại được tích bằng ô màu xanh tức là được phép để lựa chọn đấy rõ ràng đây là một cái lỗi nghiêm trọng tức là uh, như vậy đánh mất cái quyền mà Man à, mà, mà 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 câu lạc bộ Atletico Madrid uh, có thể gặp uh, Manchester đó là một cái lỗi rất là nặng cho nên là các đội yêu cầu ở bốc thăm lại và rõ ràng là Atletico Madrid đã phải gặp phải Bayern Munich rồi cho nên đó là một cái lỗi rất nặng vì vậy mà người ta yêu cầu phải bốc thăm lại và như vậy lễ bốc thăm sẽ được chính thức diễn ra vào ngày vào 21 giờ à, tối hôm nay các bạn nhé rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video